xong việc rồi. Ngày mai cả hai mẹ con tôi sẽ rời khỏi đây. Nè, cô chưa đi được đâu. Cô phải ở lại cho tới khi nào thằng Thuận nó bị đuổi. Chứ nếu không, ông Phát sẽ nghi ngờ những lời cô nói. Nhưng mà tôi không có đủ dũng khí để đối mặt với anh Thuận và Hiền. Tôi cảm thấy tội lỗi lắm. Chúng ta cần phải tìm bằng chứng. Cũng đúng hả? Nghĩ lại thì chú Tài cũng chính là người nói trong khu vườn có kim tim và nói chúng ta giao du với lại kẻ xấu trong khu phố. Vì suy ra tất cả bằng chứng đều nằm trong điện thoại của chú Tài. Nhưng mà làm sao để lấy được điện thoại của chú Tài? Cái gì? Muốn tiền nữa hả? Tao đưa vô đó chưa đủ hay sao? Thì anh cũng phải thông cảm cho tụi em chứ. Tụi em phải mua kim tim để rải vô vườn nhà ông Phát, rồi phải vô đó phá hoại nữa. Hôm bữa có thằng kia kìa, nó leo không cẩn thận té đập đầu vô vườn rau, giờ nó ngáo ngáo rồi đó. Thôi đủ rồi, không nói nhiều nữa. Tiền tao đã trả hết rồi, kể cả cái vụ dọa ma nữa. Là sao cô Ngọc? Anh Thuận, anh à, trong chuyện này anh đã sai rồi đó. Anh mà xin lỗi chú Phát đi. Chính anh đã đánh cháo lô hàng đó mà. Cô nói cái gì vậy? Có phải anh tiếp cận Hiền là vì anh muốn lấy danh sách khách hàng lâu năm của chú Phát? Còn người anh muốn cưới là em. Anh muốn cho cô Tí một mái nhà mà, đúng không? Cô nói cái gì lạ vậy cô Ngọc?